bên cây thuốc Nam xin trân trọng kính chào bà con, cô bác và các bạn. Và cũng xin cảm ơn quý khách và các bạn là hội viên của kênh cây thuốc Nam hôm nay đã ghé xem video này. Kênh cây thuốc Nam hôm nay giới thiệu cho bà con trong cái video này đó là chữa bệnh mất ngủ ở tuổi dậy thì. Thì trước khi đi vào nội dung chính, kênh cây thuốc Nam giới thiệu cho bà con là nguyên nhân tại sao ở tuổi dậy thì lại mất ngủ. Và sau đó có 6 bài thuốc được giới thiệu cho bà con và các bạn trong video ngày hôm nay về chứng bệnh mất ngủ ở tuổi dậy thì. Và cũng có nhiều bài thuốc chữa mất ngủ từ cây thuốc Nam trong kênh cây thuốc Nam, mời bà con đón xem rất là nhiều vị thuốc Nam chữa bệnh mất ngủ. Và bây giờ chúng ta đi vào nội dung chính ngày hôm nay. Mất ngủ ở tuổi dậy thì do đâu, có nguy hiểm không và cách điều trị như thế nào để hiệu quả? Mời bà con nghe. Mất ngủ ở tuổi dậy thì hiện nay đang là một nỗi lo lắng lớn cho các bậc phụ huynh khi bệnh lý này đang dần có xu hướng trẻ hóa, căng thẳng trong học tập, thức khuya, dùng các thiết bị điện tử quá nhiều khiến cho con trẻ trở nên khó đi vào giấc ngủ. Cụ thể, những nguyên nhân đó là gì và hướng cải thiện bệnh ra sao? Và bài viết sau đây sẽ giải đáp cho bạn những thông tin cần thiết về bệnh mất ngủ. Giấc ngủ từ xa xưa đến nay luôn đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe, cuộc sống cũng như sự phát triển của con người. Chúng ta thường được khuyến cáo nên ngủ đủ 8 đến 10 tiếng cho một ngày để đảm bảo cơ thể được hoạt động trơn tru và hiệu quả. Nếu như trước đây tình trạng mất ngủ chỉ xảy ra ở đối tượng người già, phụ nữ tiền mãn kinh hay người có sức khỏe yếu, thì giờ đây hiện tượng này xảy ra với cả người trẻ tuổi, đặc biệt là ở những bé đang trong độ tuổi dậy thì. Mất ngủ đang có xu hướng gia tăng rất nhanh ở lứa tuổi dậy thì. Và mời bà con nghe nguyên nhân mất ngủ ở tuổi dậy thì. Đây là nguyên nhân. Tuổi dậy thì là thời điểm cơ thể đang ăn tốt, ngủ tốt và cơ thể phát triển nhanh chóng ở mức tối ưu. Tuy nhiên, không phải em nào cũng có thể có được điều đó. Cụ thể, nguyên nhân khiến khó ngủ ở tuổi dậy thì được liệt kê như sau: áp lực, căng thẳng trong học tập. Việc học tập luôn là vấn đề khiến cho trẻ trong độ tuổi dậy thì thường xuyên phải đau đầu, lo lắng. Ngoài việc học trên trường, các em phải tham gia thêm những lớp học phụ đạo bên ngoài và lớp năng khiếu. Rất nhiều em chia sẻ thường bị khó ngủ trằn trọc và thậm chí là mất ngủ vào ban đêm. Ngủ quá nhiều vào ban ngày, thói quen sinh hoạt và ngủ không khoa học. Bạn không có cảm giác buồn ngủ và thường thức quá giấc gây khó ngủ về sau. Thay đổi hormone trong giai đoạn phát triển ở tuổi dậy thì, hormone thay đổi khiến cho cả cơ thể và tâm sinh lý của bạn trẻ bị rối loạn. Chúng không chỉ khiến cho tình trạng tính cách của bạn khác lạ mà còn dễ gây nên tâm lý căng thẳng. Điều này được gọi là một trong những nguyên nhân chính gây nên mất ngủ ở tuổi dậy thì. Tiếp nữa là dùng thiết bị điện tử trước khi đi ngủ. Hiện nay các thiết bị hiện đại như iPad, điện thoại, laptop, máy tính được các em dùng nhiều vào buổi tối, nhất là trước khi đi ngủ. Những tia sóng phát ra từ thiết bị có thể gây ảnh hưởng đến mắt, thần kinh và khiến bạn khó đi vào giấc ngủ. Ngay sau đó, học khuya và khối lượng bài tập còn làm mỗi ngày khá lớn khiến con trẻ phải thức muộn để hoàn thành. Đầu óc căng thẳng tập trung vào bài vở làm cho các em khó thư giãn tinh thần sau đó. Nhiều em còn thường xuyên dùng chất kích thích như cà phê, trà để duy trì sự tỉnh táo khi học. Điều này khiến cơ thể bị rối loạn về giờ giấc, từ đó gây khó ngủ ở tuổi dậy thì. Thói quen ăn uống khuya, ăn muộn vào buổi tối, ăn đồ ăn khó tiêu, uống nước ngọt có ga, ăn đồ ngọt nhiều đều là nguyên nhân có thể gây mất ngủ. Chúng làm cho hệ tiêu hóa vốn cần nghỉ ngơi giờ đây phải hoạt động hết công suất. Đi kèm với đó là cảm giác ấm ách đầy bụng khiến bé ngủ không an giấc. Mất ngủ do bệnh lý, bên cạnh những nguyên nhân thường thấy trên, có rất nhiều người ở tuổi này thường bị mất ngủ kéo dài do yếu tố bệnh. Những bệnh có thể khiến bạn mất ngủ như suy nhược thần kinh, bệnh hô hấp, trầm cảm hay viêm da ngứa ngáy. Triệu chứng nhận biết mất ngủ ở tuổi dậy thì
biểu hiện của việc khó ngủ, mất ngủ ở tuổi dậy thì thể hiện ở những dấu hiệu phổ biến và cụ thể sau đây. Cơ thể trằn trọc và không có cảm giác buồn ngủ vào ban đêm, ngủ không ngon và sâu giấc, bị tỉnh giấc nhiều lần trong đêm và khó ngủ. Tình trạng ngủ không sâu giấc hay thức dậy giữa đêm là biểu hiện của bệnh. Theo nghiên cứu thì chứng bệnh mất ngủ ở tuổi dậy thì được chia thành hai giai đoạn là mất ngủ cấp tính và mất ngủ kinh niên. Mời bà con nghe mất ngủ cấp tính. Bệnh mất ngủ mới chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn với những triệu chứng không trầm trọng. Ở giai đoạn này, bệnh dễ điều trị và thường không tái phát nếu bạn sinh hoạt hợp lý. Đây là hiện tượng xảy ra rất khách quan do yếu tố khác tác động nhất thời, cụ thể như là tâm lý căng thẳng trước khi thi, gặp chuyện bất ngờ, thay đổi địa điểm sống hoặc có sự xáo trộn trong gia đình. Và cái thứ hai đó là mất ngủ mãn tính, đó là mất ngủ kinh niên. Nếu người trẻ trong độ tuổi dậy thì có tần suất bị mất ngủ lớn hơn 3 đêm trong một tuần và lặp lại trong vòng 3 tháng trở lên thì được coi là dạng mất ngủ mãn tính. Do đó, mất ngủ ở trẻ là một bệnh lý khá nghiêm trọng, cần được can thiệp điều trị sớm nếu muốn khỏe mạnh và không ảnh hưởng đến sức khỏe sau này. Tình trạng mất ngủ ở độ tuổi dậy thì không hề tốt. Nếu nó kéo dài không dứt hoàn toàn có thể gây nên những hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe. Suy giảm trí nhớ trầm trọng, kém tập trung trong cuộc sống hàng ngày, tình trạng thiếu ngủ khiến bạn bị ngủ gật trong giờ học và ảnh hưởng đến việc học hành của bạn. Mệt mỏi, ẻ ỏi và lờ đờ là biểu hiện dễ thấy mỗi ngày của các bạn trẻ. Bạn trẻ sẽ cảm thấy thiếu linh hoạt và lười nhác khi phải tham gia các hoạt động tập thể, không muốn vui đùa hay giao tiếp với mọi người, cơ thể bị rối loạn về cân nặng, hormone và gia tăng nguy cơ bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, tâm lý và béo phì. Da trở nên xấu xí đi, kém sắc, thâm sạm và rất dễ nổi mụn nám. Suy nhược hệ thần kinh, thể lực kém, khả năng đề kháng và miễn dịch không ổn định và dễ mắc bệnh hơn. Có thể dấu hiệu ban đầu cho thấy bạn đang bị suy nhược thần kinh, trầm cảm hay vấn đề nguy hiểm khác. Đó là những phần mà tôi nêu trên. Bệnh mất ngủ ở lứa tuổi dậy thì nó rất nhiều nguyên nhân, và nếu chúng ta không biết quan tâm chăm sóc cho con trẻ thì nó sẽ dễ dẫn đến về vấn đề thần kinh, đó là trầm cảm và những cái bệnh ngoài da khác nữa. Và sau đây thì mời bà con nghe 6 bài thuốc cách điều trị bệnh mất ngủ ở tuổi dậy thì. Bài 1: cải thiện tình trạng mất ngủ bằng lá dâu tằm. Mời bà con nghe bài thuốc số 1. Cách thực hiện là bà con mình sử dụng lấy 10 lá dâu tằm tươi, đem rửa sạch bụi bẩn qua nhiều lần nước, sau đó cho vào ấm sắc với lượng nước là 1 lít. Chú ý là bà con nên sắc dược liệu ở lửa nhỏ từ 15 đến 20 phút để thành phần dược tính trong lá dâu tằm tiết ra và hòa tan được vào nước. Sau khoảng 20 phút thì tắt bếp, chắc lấy nước sử dụng để uống hết trong ngày. Áp dụng bài thuốc chữa bệnh từ lá dâu tằm ít nhất là 2 tuần thì bà con và các bạn mới cảm nhận được hiệu quả mang lại. Và sau đây đó là bài thuốc thứ hai, chữa mất ngủ bằng cây xạ đen. Xạ đen được gọi là bằng nhiều cái tên khác nhau như là vạn hoa, đông chiều, bách giải. Cách thực hiện như sau: lấy khoảng 200g thân và lá của cây xạ đen, đem đi rửa sạch qua nhiều lần nước để loại bỏ hoàn toàn tạp chất bám xung quanh lá. Sau đó vớt dược liệu ra ngoài, cho vào nồi đun sôi khoảng 200ml nước trên lửa nhỏ, đun trong khoảng 20 phút để thành phần dược tính tan vào trong nước, rồi tắt bếp. Chắc lấy nước sắc thu được, bỏ bã chia thành 3 phần uống trong ngày, uống trước bữa ăn thay nước lọc. Áp dụng cách chữa bệnh mất ngủ từ cây xạ đen này đều đặn mỗi ngày sẽ thấy được hiệu quả mang lại. Và bài thuốc thứ ba đó là chữa bệnh mất ngủ bằng hoa lo kèn. Mời bà con xem trên hình ảnh. Hoa lo kèn trắng hay còn được biết đến là hoa huệ tây. Loại cây này được trồng khá phổ biến ở nước ta nhằm mục đích làm cảnh và dùng để trang trí. Ngoài việc làm đẹp thì hoa lo kèn trắng còn được xem như một loại dược liệu có tác dụng điều trị bệnh mất ngủ rất tốt. Cách thực hiện bài thuốc hoa lo kèn như sau: chuẩn bị 200g hoa lo kèn trắng, 50g đường phèn và 1 cái lòng đỏ trứng gà. Hoa lo kèn đem đi rửa sạch để loại bỏ bụi bẩn
rồi vớt ra để ráo, dùng dao thái nhỏ, ho lo kèn cho vào bát cùng với đường phèn và lòng đỏ trứng đã chuẩn bị. Đem hỗn hợp trên đi hấp cách thủy khoảng 15 phút, sau đó lấy ra để sử dụng ngay khi còn nóng. Thời điểm sử dụng tốt nhất là 30 phút trước khi đi ngủ. Kiên trì thực hiện cách này đều đặn mỗi ngày sẽ có tác dụng làm thoải mái tinh thần và ngủ sâu giấc ngon hơn. Và mời bà con nghe tiếp bài thuốc thứ tư, chữa bệnh mất ngủ bằng thuốc nam, uống nước sắc chuối xanh. Chuối xanh là thực phẩm rất quen thuộc đối với người dân miền quê nước ta. Và sau đây là cách thực hiện: lấy một quả chuối xanh đem đi rửa sạch, dùng dao cắt bỏ hai đầu và gọt bớt phần vỏ. Tức là cái phần vỏ bà con gọt mỏng bớt chứ không phải là gọt cho tới ruột. Sau đó cho chuối vào nồi đun sôi với 500ml nước khoảng 15 phút rồi tắt bếp. Chắc lấy lượng nước đun được để nguội rồi uống như uống trà. Bạn có thể cho thêm một ít mật ong hoặc bột quế vào để làm tăng hương vị cho thức uống. Đó là bài thuốc này bà con sử dụng trái chuối sống chứ không phải là chuối chín, rồi luộc rồi lấy nước uống thôi. Và bài thuốc thứ năm đó là sâm cao chữa mất ngủ do suy nhược thần kinh. Mời bà con xem hình ảnh, đó là sâm cau. Sâm cau còn được biết đến với cái tên khác là ngải cau, tiên mao sâm. Cách thực hiện như sau: lấy 50g sâm cau tươi đem đi rửa sạch toàn bộ đất cát và bụi bẩn bám quanh, sau đó để cho ráo nước. Thái sâm cau thành từng lát mỏng rồi cho vào chảo sao vàng. Sau đó cho toàn bộ vào lọ thủy tinh, đổ khoảng 700ml rượu trắng vào, đậy nắp kín, bảo quản ở nơi khô ráo thoáng mát, ngâm dược liệu trong khoảng 1 tuần có thể dùng để chữa bệnh. Khi sử dụng chỉ chắc lấy khoảng 25ml rượu ngâm sâm cao để sử dụng uống. Thực hiện cách này 2 lần trên một ngày, kiên trì áp dụng cách này trong một thời gian dài, tình trạng mất ngủ sẽ dần chuyển biến tốt, tuyệt đối không được lạm dụng để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Và mời bà con nghe tiếp bài thuốc thứ 6, đó là cây nữ lan. Mời bà con xem trên hình ảnh. Cách thực hiện cây nữ lan như sau: lấy khoảng 15g cây nữ lan gồm cả thân và rễ đem đi rửa sạch bụi bẩn, sau đó cho vào ấm đun sôi với lượng nước vừa phải trong khoảng 15 phút, sau đó chắc lấy nước đun được sử dụng để uống thay thế cho nước lọc. Phải uống hết trong ngày và tuyệt đối không để được để qua đêm về cái bài thuốc này. Và sau một thời gian kiên trì áp dụng điều trị bệnh mất ngủ bằng cây nữ lan, bạn sẽ thấy tình trạng hiệu quả chuyển biến tích cực hơn. Thì thưa bà con, như trên là kênh Cây Thuốc Nam đã giới thiệu cho bà con 6 bài thuốc để chữa bệnh mất ngủ từ lớp trẻ tuổi dậy thì, và nguyên nhân cũng như là tình trạng bệnh mất ngủ của trẻ dậy thì. Cũng hy vọng qua bài viết này hôm nay mang đến với bà con và các bạn sẽ giúp ích phần nào về cách chữa bệnh mất ngủ cho các bé ở lứa tuổi dậy thì, để bảo vệ sức khỏe cho các bé, cho bà con. Và các bạn hãy chọn cho mình một trong những phương pháp trên để điều trị. Kênh Gây Thuốc Nam xin cảm ơn bà con và các bạn đã bỏ thời gian quý báu của mình để nghe qua bài thuốc chữa bệnh mất ngủ tuổi dậy thì ngày hôm nay. Kênh Gây Thuốc Nam xin kính chúc bà con luôn mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc, may mắn, thành công trong cuộc sống. Kênh Gây Thuốc Nam xin chào và hẹn gặp lại bà con ở video sau.